Xin chào trường. Sau khởi đầu thuận lợi cùng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như đồng thời là bàn thắng của chính trường vào lưới câu lạc bộ Hà Nội. Vậy thì trường có cho rằng hiện tại mình đang chơi bóng ở phong độ là tốt nhất của bản thân trường hiện tại hay không? Thật ra thì với những phong độ của mình ở câu lạc bộ thì mình đang cảm thấy khá ổn. Tuy nhiên khi lên tập trung đội tuyển quốc gia thì nó sẽ là một cái thử thách khác và mình cần phải cố gắng hơn nữa. Được biết ngay trước ngày tập trung đội tuyển quốc gia thì huấn luyện viên Ketit Sắc đã gọi là có buổi họp riêng với nhóm cầu thủ lên tuyển của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và thì trường có thể tiết lộ gọi là huấn luyện viên Ketit Sắc đã có truyền tải thông điệp gì cho nhóm cầu thủ như trường? Thật ra đó là một cuộc họp cho một trận đấu ở V-League chứ không có gì liên quan đến đội tuyển cho lắm. Tuy nhiên thì trong các buổi tập hay trong buổi họp thì huấn luyện viên Ketit Sắc luôn dặn chúng tôi là nếu như các bạn có được cái phong độ tốt ở câu lạc bộ thì khi lên tập trung đội tuyển thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn, và bản thân huấn luyện viên Ketit Sắc cũng luôn cố gắng để cho những cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia có một phong độ tốt nhất. Sau một ngày đầu tập trung cũng như là buổi tập đầu tiên cùng với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Xuân Trường có thể tiết lộ về không khí toàn đội cũng như là có thể tiết lộ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thông điệp gì truyền tải cho các học trò được không? Cả đội đã khá là vui vẻ khi gặp lại nhau, và bản thân cá nhân tôi cũng vậy. Sau một thời gian dài tập trung lại đội tuyển, gặp lại những đồng đội cũ trong đội tuyển, mọi thứ rất là tốt. Và lãnh đạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam và ban huấn luyện luôn đề cao cái sự an toàn trong mùa dịch này và nhắc tất cả mọi người phải chú ý giữ gìn để không có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Vậy thì tại UAE thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu với cường độ là 4 ngày một trận. Vậy thì huấn luyện viên Park có những lưu ý gì với các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam về vấn đề thể lực hay không? 4 ngày là một trận cũng là một cái khoảng thời gian để khá là giống với lịch thi đấu ở V-League hiện tại. Nó sẽ là một lịch thi đấu khá là dày, và để chuẩn bị cho những trận đấu đó thì đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt về thể lực bây giờ, trong những bài tập về thể lực và kể cả dinh dưỡng ăn uống và vấn đề hồi phục. Huấn luyện viên Park đã gọi lên đến 8 cầu thủ ở vị trí tiền vệ trung tâm trong đợt tập trung lần này. Đặc biệt là đây là một vị trí được rất nhiều người quan tâm sau chấn thương của tiền vệ Hùng Dũng. Vậy thì cá nhân trường nhận định ra sao về cuộc cạnh tranh ở vị trí này? Tôi nghĩ là tất cả những cầu thủ được tập trung lên đội tuyển thì luôn là những cầu thủ đang có phong độ rất là cao, và dù đến ngày thi đấu ai được chọn ra sân đi nữa thì chắc chắn người đó phải là người có phong độ cao nhất và phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên nhất. Nên tôi nghĩ là có thể nói là một cuộc cạnh tranh ở khu vực giữa sân cho vị trí tiền vệ, và nó sẽ là một cuộc cạnh tranh mang lại những cái điều rất là tốt cho đội tuyển. Để đảm bảo cho phòng dịch COVID-19 thì được biết là hoạt động cá nhân của các cầu thủ cũng đã bị hạn chế rất nhiều, và trong buổi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua thì đội trưởng Quế Ngọc Hải có nói rằng là mỗi các cầu thủ cũng phải biết hy sinh những điều nhỏ nhặt nhất để hướng tới mục tiêu của đội tuyển. Cụ thể là Hải nói rằng là 4 điểm, 4 đến 6 điểm trong 3 trận còn lại. Vậy trường nghĩ sao về điều này? Đó là một cái mục tiêu của đội tuyển quốc gia cho đợt tập trung lần này, và để làm được điều đó thì không chỉ là sự tập trung cố gắng đơn thuần nữa mà nó còn là sự hy sinh của mỗi cá nhân cầu thủ. Bởi vì đang ở mùa dịch này thì chúng tôi không thể gặp gỡ bạn bè hay gia đình của mình được, nên đó có thể gọi là một sự hy sinh.